Bây giờ mình ôn lại cái kinh hình trước, vì cái này không ôn là chỉ có chết rồi. Ôn lại cứu cánh của phạm hạnh là thấy rõ tứ đế trong tụng năm quyển, tức là ví dụ như là sắc, rồi sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, rồi con đường dẫn đến sự đoạn diệt đó. Ví dụ như mình thấy hành á, đây là có minh nhân hành, ví dụ đi hả? Thì hành á gồm có ba hả? Rồi tập khởi của hành á là vô minh. Đấy, sự chấm dứt ba hành á là niết bàn. Và cái con đường mà dẫn đến niết bàn á là bát chánh đạo. Các vị có hiểu không? Rồi vô minh hành hành viên thức, thức cũng vậy. Đấy, thức gồm 32 tâm quả có từ thiện ác quá khứ đó. Cái tập khởi của thức là vô minh viên hành, hành viên thức. Vậy tập khởi của thức là hành, không biết nói gì hiểu không ta? Cứ dạ nữa mà chỉ dạ, tôi không hiểu. Bên thị sĩ tôi ghét mấy cái người mình hỏi họ cái gì cũng dạ hết á. Hỏi ăn không? Dạ. Mà dọn ra thì không ăn. Dọn ra nó lại con dị ứng này con ăn. Thí dụ như vậy. Mà hỏi ăn không? Thì thay nó ăn nó hay là không ăn hay không? Cứ dạ thôi. Mà biết dạ là cái gì đó. Rồi thì cái là tập khởi của thức á, là hành. Rồi cái sự mà đoạn diệt của thức á, là niết bàn. Rồi cái con đường, rồi cái con đường đó, con đường dẫn đến đó, niết bàn là bát chánh đạo. Là cứ như vậy, cứ 12 duyên khởi, cứ làm như vậy đó, các vị nghe kịp không? Cứ như vậy đó. Thì tổng kết lại, 12 duyên khởi chỉ là 5 quẩn mà thôi. Đó. Thì cái này làm tập thể cho cái kia. Đó. Niết bàn là sự chấm dứt tất cả. Và bát chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn. Đó, các bạn kinh phải hiểu vậy đó. Rồi bây giờ Đức Phật thì mới nói, ngài mới dạy ra đây, ngài nói bây giờ muốn thấy rõ hả? Tứ đế, đây là bốn khía cạnh đó, bốn khía cạnh đó gọi là tứ đế hả? Muốn thấy rõ tứ đế trong năm uẩn, tức 12 duyên khởi, thì cái chi thì phải có cái khác gì nghe nè. Ngày bên châu người dịch là trí đoạn diệt. Thì ở trong cái sớ giải đó, nói cái trí này nó ám chỉ về cái gì các vị còn nhớ không? Cái trí này nó ám chỉ về cái gì các vị còn nhớ không? Nó chỉ cho trí này ám chỉ cho trí là hán quả đó.
Rồi tiếp theo, ta nói thuyết đồng gì đó có duyên chứ không, không phải là không có duyên. Duyên nữa là những duyên đó. Thì cái nhân của đó kêu cái gì? Đó, giải thoát là dẫn đến trí đoạn diệt. Giải thoát ở đây sớ nói là chi đây? Và hả mình đi rồi, cũng chính là sự giải thoát trong túi quả. Mà sự giải thoát này nó có từ đâu? Nó có từ ly tham. Sự giải thoát này có từ ly tham. Ví ra gá này, cái này nó là cái này mới đúng, là cái chữ này chỉ là vô nhiễm, đây chỉ là vô nhiễm, đúng chỗ này mới là vô nhiễm này. Nè, có từ ly tham. Mà ly tham ở đây á thì ám chỉ cho trí tứ đạo, tức là hán đạo. Mà cái giải thoát, mà cái ly tham này nè, cái gì mà dẫn tới cái ly tham này? Nhân dẫn đến ly tham này, có thêm chữ này nữa, chính là sự kiếm ly. Kiếm ly ở đây kiếm ly gọi là nipida, tức là cái sự nhàm chán. Nipida ở đây sớ nói là cái gì ta? Cái này mà không học rồi, nó ác cái chỗ là mà không học rồi. Ám chỉ cho cái gì? Là bốn trí tệ quán già dặn. Tiếng Bali kêu là Palawat Vipassana nha nè. Rồi tôi cũng chẳng biết là trong này mình còn nhớ còn có ghi bốn cái trí này không? Bà hẳn mình có học bốn cái trí này chưa? Bà hẳn mình có học bốn cái trí này chưa? Kinh hoàng. Bây giờ có cách nào mà đem ra đây giùm tôi được không? Thôi rồi, có một cái người đó là cực kỳ luôn, hình như có. Khủng khiếp gì kia, hình như có. Cái trí thứ nhất đó, gọi là Phát Giác Tu Bách Tha Ná Nha Ná, gọi là cái trí kinh cảm trước cái sự sinh diệt chớp nhoáng của danh sắc. Đó. Rồi cái trí thứ hai đó gọi là Adi Nawa, tức là trí nguy hại, tức trí thấy rõ cái bề trái của danh sắc. Rồi trí thứ ba gọi là Mun Chí Tú Câm Giá Ta Nha Ná. Cái này là quý vị phải ráng chịu rồi, tức là đã học cái lớp này là phải chịu buồn ngủ thôi nha. Đúng là tôi phải nói ào 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 nhưng mà bây giờ là nó quên hết rồi đó. Như đúng rồi đó, bốn trí này nè. No về lộn nữa, tức là cái hỏi đó thì nó không rõ mà đi nhắc tào lao. Cái này là bốn trí sau nha, bốn cái trí sau. Còn bốn cái trí trước đó, bốn cái trí mà mình đang nói đó, đó là cái trí gọi là trí sợ hãi hả, để trí nguy hại hả, cái trí muốn giải thoát, cái trí gọi là trí dục thoát, tức lòng tha thiết muốn chấm dứt danh sắc. Đó. Rồi cái trí thứ tư gọi là Sankharu Bekha Nhana, tức là hồi xưa mà năm tôi 15 tuổi mà có được cái lớp này đó, là bữa nay là chắc tôi lên mây rồi ở rồi. Gọi là hành xả trí. Trí hững hờ trước danh sắc. Đây là giai đoạn
sau cùng của trí phàm phu trước khi chứng đạo. Đó, thì bốn trí này nè được gọi là trí tuệ quán gia dặn mở một đơn Pa La Quá, viết lại nữa Pa La Quá quý Pa Sa Na nhà nè đây và chính là nội dung của chữ yếm ly, yếm ly Nipida trong kinh này. Đó là ghi như vậy, giống như dạy cho con nít mà còn bú, nít mà còn mà nằm ngửa đó, nó mới học cái kiểu này, với người lớn mà 18 tuổi mới học cái kiểu kia. Nó là nhắc tới nhắc lui, nhắc tới nhắc lui như vậy. Bắt đầu tôi chán nè, bắt đầu tôi chán lắm rồi. Bắt đầu tôi hiểu tại sao Phật muốn niết bàn rồi. Bắt đầu tôi chán rồi đó. Có thể là mình ngưng khoảng chừng 3 tháng đi, để cho bà con coi như là có thời giờ để mà làm hai việc. Việc thứ nhất là xác định coi mình có thật sự mình cần cái lớp này hay không. Và cái việc thứ hai đó là mình phải có cái cách nào để mà mình, nếu mà cô có cần á, thì thật sự mình có bài hay không. Chứ cái bài mà kỹ như thế này mà vẫn không nhớ thì tôi nghĩ là cái lớp này nó uổng quá. Quá uổng, phải nói quá uổng. Bởi vì có vị biết một giờ đồng hồ mà tôi nằm tôi đọc sách một mình luôn đó là ít vô cùng. Tôi bây giờ vô hướng dẫn mình nhé. Rồi tiếp theo, tiếp theo là cái trí, cái chữ cái ly tham á, thì có cái nó có cái nhân duyên là yểm ly, mà yểm ly á nó có cái nhân duyên là nhân dẫn đến yểm ly là chi, là tri kiến như thật, gọi là giác tha phù tất nhà này nhé, gồm bốn trí. Bốn trí gì? Gồm bốn trí khi nở ai đó đã có. Bây giờ đến lúc tôi làm biến rồi này. Gồm bốn cái trí, gồm bốn cái trí mà hồi nãy ai đó đã boss, boss mà tôi nói là tầm 7 đó, thấy không? Tức là cái trí phân tích danh sách, cái trí thấy rõ 12 duyên khởi, tức là trí thấy cái tính nhân quả đó, rồi cái trí mà thấy tam tướng trong danh sách, và cái trí là trí đạo phi đạo. Mà không biết mà không còn giữ cái đó không, biết ai còn giữ cái đó không. Tôi ngán quá nè, bây giờ như bữa nay tôi đã tới cái tuệ mà gọi là cái tuệ ý mố đó. Bữa nay tới cái tuệ nhàm chát nè. Thì cái tri kiến như thật ở đây, chết trời. Đó, khoan như vậy thì bốn cái mà sao vậy, làm đâu hết ba cái kia rồi. Tự nhiên cái là móc ở đâu ra được cái số 4 thôi, còn cái số 1, số 2, số 3 có gì bỏ đâu. Đó, có vấn đề nằm ở chỗ đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ có gì bỏ đâu. Đúng, tôi giảng nó cái số 4. Cái này trả lời nghĩa là thông minh nè. Sư giảng nó cái số 4 nhưng mà giờ hỏi ba cái kia ở đâu, ba cái kia tôi có giải thích mà, phải không? Ba cái kia tôi có giải thích. Tàn khốc chứ. Trí phân biệt danh sách cũng khiếp thực chứ. Một là trí phân biệt danh sách, rồi cái số 2 là trí thấy tính nhân quả, tức 12 duyên khởi. Rồi đó, nó như vậy nè, nó phải như vậy đó, nó phải như vậy mới được đó, thấy chưa? Nó phải như vậy đó. Cái mà tôi cần là cái này nè, cái tôi cần là cái này, đặc biệt mình đã ghi rồi, mấy mắt cái đính gì mất tiêu rồi, xong.
Rồi bây giờ mình định nghĩa tới cái mà gọi là cái trí đạo phi đạo đó, cái trí đó tôi ngưng luôn, cái dạng là bởi vì cái trí đó nó dài à. Bây giờ một chút, trí là đạo phi đạo mà hôm nay giờ tôi nói ra nó kỳ quá chứ, thì là kỳ mà không nói thì không được. Bà con tôi nghĩ tốt nhất là bà con kiếm dùm tôi cái bộ hai cuốn, bộ mà chúng tôi mới vừa in xong, cái bộ mà triết học Abhidhamma, với cuốn thứ hai là cái là triết học Phật giáo đó. Mà có được cái đó đó thì nó đỡ biết bao nhiêu. Chứ còn cái vị mà cứ ngồi mà ghi thế này thì chỉ có chết thôi nha. Nếu mà các vị có cái cuốn đó đó, các vị có cái cuốn đó đó thì coi như là tôi chỉ nhắc sơ qua rồi các vị coi thêm, chứ còn mà ngán quá. Ngán quá. Rồi bây giờ đạo phi đạo, nghĩa là ông này tới quá rồi. Trí đạo phi đạo ở đây có nghĩa là trí biết rõ cái gì đúng sai. Đó, đạo đây là đúng mà phi đạo là sai ha. Bây giờ quý vị nghe nè. Dạ. Khi mà hành giả có đủ cái này, tôi nói chậm thì chậm nha. Khi mà hành giả có đủ duyên lành ba la mật, ha, tôi chắc phải ghi này, có đủ duyên lành lại tu đúng phương pháp vipassana thì sẽ có lúc thấy mình được một vài hay tất cả những thành tựu hấp dẫn sau đây, và nhiều người cứ tưởng mình đã chứng đạo. Kẻ biết rõ đây chỉ là ảo rồi tiếp tục chánh niệm như chưa có gì xảy ra, thì mai ra có thể đi xa hơn. Đó, tức là cái người mà có đủ duyên lành mà lại tu đúng cái phương pháp à, thì sẽ có lúc thấy mình được một vài hay là tất cả những thành tựu hấp dẫn sau đây. Thứ nhất mình phải ghi 10 cái ha. Thứ nhất là hào quang. Cái số 1 á là hào quang, tiếng Bali gọi là opasa. Thấy mình rực sáng. Đó. Thì với một người có ba la mật thì cái chuyện này không có lạ. Tức là họ ngồi trong bóng đêm á mà họ vẫn thấy mình sáng lòa. Trong bóng đêm á nha, mà vẫn thấy mình sáng lòa. Tức là chính họ còn phải ngạc nhiên mà. Chính họ còn phải ngạc nhiên. Có nghĩa là trong bóng đêm mịt mù như vậy, thì bỗng dưng họ thấy đó, họ có thể nhìn rõ từng thứ trong căn phòng. Mà coi như là không phải ảo giác. Mà họ thấy rất rõ mọi thứ, coi như là không hề có bóng tối. Thấy mình rực sáng. Đấy. Thì tôi hỏi các vị vậy chứ, bà con mà người nào tôi biết chứ, Việt Nam của tôi đó, mà thấy như vậy mà không đắc là cái còn cái gì nữa. Thấy như vậy là nó đã quá rồi, thấy như là quá sẽ đã rồi. Nhưng mà thật ra đó là chẳng tới đâu hết, thì cái đó là cái chuyện rất bình thường. Vậy nên chuyện rất bình thường. Nhưng mà tại vì mình đó là tào lao, mình là cái thứ nhà nghèo, cho nên đó là mình chỉ có mà được một cái ổ bánh mì đó là mình đã thấy là cả một cái vũ trụ càn khôn ấy, trong tay của mình. Thật ra nó chỉ là ổ bánh mì thôi, chứ chẳng là cái gì hết nha. Cho nên đó là chỉ đầu tiên là giả thấy nó sáng rực. Đó, nó sáng rực. Còn cái ông này là cái ông không ảo nè, ông đang tàu lao nè, mà đang giảng mà đi hỏi tùm lum á, đợi khi nào xong á thì hỏi nha. Tự nhiên người ta đang giảng cái này, người ta đang động phòng mà mình chạy vô mà mình nhờ người ta chở đi công chuyện, hỏi làm sao thì hỏi hả. Ok, bây giờ đó là cái chuyện đầu tiên đó là hành giả thấy mình có hào quang, mà hào quang đây tức là cái sự rực sáng.
Hành giả có thể nhìn rõ mọi thứ chung quanh mình trong bóng đêm như chưa hề có bóng đêm. Đấy, mà với một người mà có trí tuệ thì họ phải hiểu ngầm là cái này là đồ giả, cái này là một cái giai đoạn phải vượt qua, một giai đoạn phải vượt qua. Cái số 2 đó là bi phí. Thứ hai là bi phí có nghĩa là phỉ, phỉ lạc. Có nghĩa là đó là hành giả, một hành giả sẽ cảm nhận được một thứ, một thứ cảm giác dễ chịu chưa từng có trong đời. Phải thêm cái chữ chưa từng có. Cái chữ chưa từng có này đó là phải gạch dưới mà viết bằng mực đỏ, là chưa từng có. Có nghĩa là bất cứ một cái khoái lạc nào, bất cứ một cái khoái lạc nào trong đời này hoàn toàn không so sánh được, tuyệt đối không so sánh được với cái niềm hạnh phúc của người tu thiền chỉ của thiền quán. Mà ở đây là tôi đang nói thiền quán, là cái điều này người không có tu không có tin, người không có tu không có tin như thế này, là họ không có tưởng tượng được rằng tất cả khoái lạc ở trong cuộc đời này không có cái thứ nào mà nó bì được cái cảm giác này nghe, chưa từng có trong đời của mình. Đó. Thế là mình cứ tưởng đắc rồi, đắc rồi, bởi vì từ thời thời mà gọi là cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ mà có được cảm giác mà nó đã đời như vậy, thì cái này không đắc chứ còn cái gì nữa. Nhưng mà thật ra nó cũng chỉ là một cái trạm dừng, một cái chuyện tự nhiên, chuyện tự nhiên thôi, một cái trạm dừng mà mình phải vượt qua. Chứ còn nó chẳng là cái gì hết, nó chẳng, nó giống như một cái trạm xe bus mà được trang hoàng thiệt là đẹp, chỉ vậy thôi. Nó là một cái phi trường, nó là một sân ga, nó là một cái trạm xe bus được trang hoàng rất là đẹp, được tọa lạc ở một vị trí rất là đắc địa, chỉ vậy thôi. Nhưng mà mình là một người lữ khách, cái trạm xe bus nào đi nữa cũng phải bỏ lại mình đi, cái sân ga nào mình cũng phải bỏ lại để mình đi, cái phi trường nào mà hễ nó là transit thì mình cũng phải bỏ nó mình đi, mà cho dù nó không phải là transit, cho dù nó là destination đi nữa thì mình cũng phải bỏ phi trường mà đi về nhà. Chứ có ai mà mê phi trường đến mức mà dọn nó ở luôn hay không? Tôi nhắc lại, dù đó là transit hay là destination thì phi trả nó phi trường thì anh phải lìa bỏ nó, chứ không có ai mà khoái quá là ở trong đó suốt đời, chuyện không có nha. Cho nên cái thứ hai là cái phí lạc. Cái thứ ba, cái thứ ba là passati. Tức là passati là cái gì ta? Passati là cái gì? Là cái sự an tĩnh, sự an tĩnh, sự an tĩnh trong trong tâm hồn. Vốn chưa từng có trong đời trước đây, vốn chưa từng có nghĩa là nó lắng đến mức mà nó giống như một cái hồ nước mà mình có thể nhìn thấu cái đáy của nó, đến mức như vậy đó. Nó đến mức mà mình có cảm giác như là mình đang quan sát một cái hồ nước mà nhìn thấy đáy khủng khiếp như vậy đó. Một sự yên tĩnh chưa từng có trong cuộc đời của mình, nó lăn xăng là đó, vậy cái tâm mình chỉ biết lăn xăng. Nhưng mà bây giờ nó lạ lùng, nó yên tĩnh đến mức tuyệt đối, thì nó không phải đắc chứ còn cái gì nữa hả? Nhưng mà không, nó cũng chỉ là một nhà ga, một phi trường để mà mình đi về phía trước. Tiếp theo là cái số 4. Đấy, cái số 4 này là Atimokkha. Có nghĩa là chữ này tiếng Hán thì là tính giải, nhưng mà chỗ này tôi muốn dịch là cái niềm tin bất động trong trong tam bảo. Có nghĩa là bây giờ ngay cái thời điểm này nè, hành giả nhìn về Đức Phật, nghĩ về Đức Phật, nghĩ về tam bảo đó, không còn chút nghi ngờ gì hết. Nghĩ về Phật như là đang nghĩ về một ngọn núi có thật trước mắt, khủng khiếp như vậy đó.
tức là không còn một cái gì mơ hồ trừu tượng nữa hết, mà coi như mình thấy Ngài sừng sững trước mặt mình như vậy, có thật 100%, không hề có một cái gì mà mơ hồ. Như chẳng hạn như trong lúc mình hiện giờ này, mình nói mình thờ Phật thì cái thật ra mình nghĩ về Ngài cũng mơ hồ đó nha. Nhưng mà cái giai đoạn mà Thiết Mộc Khá này á thì không, hành giả lúc này nè, hành giả nghĩ về Đức Phật giống như mình nghĩ về mẹ của mình, về cha của mình, nghĩ về ngọn núi trước mặt của mình, có nghĩa là 100% là như vậy, chứ không có khác gì được, dễ sợ như vậy. Tức là một cái niềm tin mà từ một niềm tin mà chưa từng có trong đời, tất cả những cái này đều là chưa từng có. Niềm tin bỏ giác giùm tôi ha, niềm tin chưa từng có trong đời, tức là tất cả những cái này đều là những cái chưa từng hết. Nhưng mà hành giả biết rõ đây là đồ giả. Giả đây có nghĩa là nó chỉ là cái sự tự nhiên, vào thời điểm này mình bỗng nhiên như vậy thôi nha. Rồi giai đoạn này sẽ mất, giai đoạn sẽ mất, và mọi thứ nó sẽ trở lại khi mình thành thánh. Chứ còn hẻm mình còn phàm thì cái này nó cứ mất rồi đến bữa nó trở lại, rồi nó mất rồi nó trở lại. Chứ những cái này nó không phải đời đời kiếp kiếp lại với mình nha. Rồi cái tiếp theo là số 5, đó là bắt gà, có nghĩa là chữ này bắt gà là sự tinh tấn. Nhưng mà mình vấn đề phải dịch làm sao mà cho nó rõ, nó nổi bật cái chỗ này đó. Có nghĩa là cái sự là bắt gà là tinh tấn, mãnh liệt. Nhưng mà ở đây mình phải nói sao đây ta? Có nghĩa là ngay lúc này đó, có ai mà kêu cái vị đào núi để mà cất chùa, các vị làm liền. Đào núi để mà cất chùa đó là mình thấy chỉ nhỏ xíu luôn à. Ngay lúc này mà kêu mình khiêng cây vác đá để mà làm thiền viện là chuyện nhỏ luôn. Coi như lúc này là mình nhìn thấy trên đời này cái chuyện gì nó cũng nhỏ xíu hết à, chỉ nhỏ xíu. Còn mình chỉ thấy rằng mình chỉ cần mình đưa cái bàn tay mình ra là chuyện gì cũng thầm hết đó. Coi như là mình siêng vô cùng. Bây giờ mình thấy ngay lúc này mình thấy là không có cái chuyện gì là khó khăn hết à, mà một cái cảm giác chưa từng có trong đời, tức từ nhỏ lớn chưa bao giờ mà mình sung ở Việt Nam có cái chữ sung á, mà ở đây diễn trong kinh mình không có xài được ha. Nhưng mà đúng thì Việt có chữ sung là chưa bao giờ mà mình sung như bữa nay. Coi như là chết cũng được, coi như là chuyện gì cũng nhỏ xíu luôn, chuyện gì cũng nhỏ xíu. Mà như vậy thì không phải đắc cái gọi gì nữa à, không phải đắc cái gọi gì nữa. Còn đắc cái giống gì mình chưa có biết, nhưng mà đại khái này là như vậy là đắc rồi đó. Nhưng mà thật ra thì cũng phải chưa đâu, nó tới đây nó là một cái giai đoạn là phải vượt qua. Rồi cái số 6 đó, cái số 6 là cái xuất khá là cái niềm tịnh lạc. Chưa từng có, ở trên nó là cái niềm vui còn cái này là cái này là cái niềm tịnh lạc chưa từng có. Thì coi như là một lát tôi sẽ giải thích cái tịnh lạc này, nó cái tịnh lạc với cái hỷ cái khác nhau chỗ nào. Thì mặc quên á, mấy cái này là kinh nói chứ không phải là tôi nói nha, làm ơn nhớ dùng cái đó nha. Và bà con muốn biết thêm thì thứ nhất là bà con coi dùng mấy cuốn ngã rồi mới nói đó. Cái thứ hai đó là ở trong cái sớ giải tương ứng bộ kinh miễu phẩm nhân duyên, mà đã có dịch qua bản tiếng Anh rồi nhé. Còn cái tiếng gì đó là tôi không biết, tiếng Thái thì các bà con không có biết, nhưng mà tiếng Anh á nhiều á, tiếng Anh chạy trong nước còn biết tiếng Anh nhiều. Thì tôi nói thiệt, thay vì mình mua một cái vở sách mà Chanel đó là Gucci á mà loại vào 3,000 á, thì bớt một cái túi, cái vỏ cái túi như vậy đó, bà con có thể thỉnh được là nguyên một cái bộ chú giải của Paritet Society. Còn đối với mấy ông ấy, thì nguyên một cái đồng hồ mà coi như là đồng hồ thắt hoi ha, thắt hoi hoặc là cái đồng hồ Omega ha. Là chắc ai biết cái đồng hồ này mà, phải không? Đồng hồ này nè, nó đừng có mua đồng hồ này là Omega, chưa nói Rolex nha. Chỉ cần mấy cái đồng hồ này mà đừng có mua là đủ tiền rồi. Rồi mấy ông mà khoái chơi mô tô, rồi đổi xe từ Lexus đổi qua bên BMW, rồi đổi qua bên Mercedes rồi đó, mấy cái đó đừng có đổi là được rồi. Chạy xe cũ là có tiền thỉnh bộ chú dạy đọc chay vui, thấy không?
rồi thì đó đại khái như vậy đó. Tịnh lạc là một cái niềm happy mà chưa bao giờ có trong cuộc đời của mình ha. Rồi tiếp theo là cái nhà nạn số mấy quên mất rồi, số nhà nạn là trí bỗng sáng chưa từng có, hiểu được nhiều điều xưa nay chưa từng biết qua. Đó, trí bỗng sáng chưa từng có, hiểu được nhiều điều xưa nay chưa từng biết qua, tức là nhìn đâu nó cũng thấy sáng ngời hết à, không có còn nghi hoặc thắc mắc nữa, tự nhiên thấy cái gì nó bình thường, thấy hiểu liền vậy này, thấy hiểu liền vậy đó. Thì rõ ràng là cái này đắt cái rồi gì nữa, phải không? Đắt là quá đắt đấy chứ. Nhưng mà vẫn là cái gì đó cần phải vượt qua. Qua là đạo, cái giai đoạn này gọi là đạo phi đạo, là chỗ đó đó. Tức là biết rõ là chỉ có chánh niệm đi tới là đúng, ở lại mà enjoy mấy cái thứ này đó là sai. Thì nó được gọi là cái trí biết rõ đạo phi đạo là gì đấy, là biết đi nữa đó, đó là đạo. Mà ngừng lại để mà thưởng thức hưởng thụ thì đó là phi đạo, gọi là trí đạo phi đạo, tri kiến tỉnh là chỗ đó, đạo hình trực trí đó. Thấy rõ là cái này chỉ có đi tới là đúng, mà đứng ở đây là sai, sẽ đét luôn nha. Rồi tiếp theo là số 8 bên đây gọi là Upatthanasati, có nghĩa là chánh niệm vững như núi. Đó, một trạng thái chưa từng có trước đây. Đó, có nghĩa là trước đây là cái niệm của mình đó, nó lúc có lúc không, mà muốn giữ nó khó vô cùng. Ai mà có từng ngồi thiền, có từng tu quán mới biết cái này nó khó. Ví dụ như bây giờ ha, tôi bỏ chân dự dứt mình nó dậy, cái bỏ chân xuống giường, biết cái chân chạm đất, biết ha, rồi bước đi, biết rõ biết mình đang bước, rồi vô nhà tắm, rồi biết rõ biết hết. Nhưng mà được chừng chút xíu thôi là lúc nó bắt đầu vô nhà tắm thấy cái cây kem nó hết rồi, cái bắt đầu nghĩ bữa nay mình sẽ đi mua đó, bắt đầu nó quên rồi đó, bắt đầu nó quên rồi đi mua, rồi bắt đầu mới chừng nhớ à, cái nhà bếp nó còn đường dầu mắm muối hành tỏi nó cũng hết rồi à, được khoan mình đi giùm đi, mình đi mình rủ ai ta, chắc rủ bà Tám thì rủ bà Tám rồi, alo cho bà Tám, alo bà Tám, rồi mới chừng nhớ bà Tám có đứa con mập ú mà dễ thương lắm. À, bữa nay chắc đi cũng phải cầm gì cho nó. Mà cứ như vậy mà họ là mất sạch lâu sau, coi như là kỷ niệm được vô tới nhà tắm, thấy cây kem rồi là coi như không còn cái gì nữa hết. Nó khó như vậy đó, chứ đừng có tưởng mà niệm là dễ nha. Mà học mà như con két, con vẹt, con nhồng, con sáo, con cử thì nó dễ lắm nha. Chứ thử nó phê lắm, nhưng mà không, nó khó vô cùng. Cái chánh niệm mà nó dễ mất dữ lắm. Tôi nghĩ có một cách thôi, là bây giờ đây nhà mà nó đâu mình cũng biết cái chữ niệm hết, chỉ còn cách đó thôi. Mình liếc mắt đó là thấy, liếc mắt là thấy, chỉ có cách đó thôi, chứ không phải dễ đâu. Vì vị A La Hán là coi như 100%, vị A La Hán là coi như 100% tự nhiên, chứ không có gồng như mình, không có cố gắng như mình, mà vì nó tự nhiên, cái chánh niệm liên tục như vậy. Và một người mà có thực hành chánh niệm mới tin cái chuyện này, đó là khi mà anh chánh niệm, anh biết rõ là mọi thứ nó đang diễn ra trong sự chấp nhận, tất cả những niềm vui nỗi buồn nó tới rồi nó đi trong sự chấp nhận. Thì khi mà hành giả quan sát được một thời gian như vậy thì cái khả năng mà chịu đựng hành giả cực giỏi, phải nói là cực giỏi. Có nghĩa là khi mà hành giả thấy ai đó hoặc là nghe một âm thanh, nhìn thấy cái đó làm cho mình phiền, là mình phải hiện liền biết là đây là phiền, biết đây là đây đồ giả. Bởi vì mình không biết mình sẽ chết lúc nào, và cái món đó, cái con người đó, cái vật đó không biết được, cũng vô thường lúc nào, chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi là tự nhiên cái lòng nó yên. Mà cái chuyện này chỉ có thể thực hiện được bằng cái sự chánh niệm liên tục. Và cảm ơn, và coi như là hành giả lúc này nè, tự nhiên thấy cái chánh niệm của mình nó tới một cách quá sức dễ dàng, quá sức hùng mạnh, quá sức hùng hậu, và cứ tưởng là mình đắc một cái thứ chánh niệm mà đó giờ mình muốn có không phải dễ. Mà bây giờ sao mà mình ngon lành dữ vậy ta,
Tại sao mà mình bây giờ mình coi như mình biết thánh là sao mình không biết, mà sao mình bây giờ cái niệm của mình là coi như là chưa từng có trước đây, nó mạnh như vậy, tức là nó ghi nhớ một cách phải nói là khích khao, xích sao, chặt chẽ, không sót một cái chi tiết nào, lớn nhỏ nào hết. Cái niệm của mình nó đến mức khủng khiếp như vậy đó, thì không đắc cái đó gì nữa. Nhưng mà không. Rồi cái số 9, cái số 9 ở đây là Upekkha. Upekkha là cái khả năng bình thản đến không ngờ. Đó, cái này mới đã nè. Tức là trước đây mình chưa bao giờ mình đạt tới cái khả năng này. Bình thản là lúc chuyện gì xảy ra đi nữa mình cũng nghe nó không là gì hết, không vui không buồn. Tức là một người mà mình rất là thương, mình rất là muốn gặp. Tức là trước đây đó mà mình với một cái tình cảm như vậy đó, bây giờ mình gặp họ là mình sẽ quýnh lên. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó vô nghĩa. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Y như cái bài thơ của ông nào tôi quên mất. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, ai mang dưng đến chỉ thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Đúng rồi. Nhưng xứng diệu rồi phải. Xứng diệu chứ là cái gì. Nhưng mà đại khái hành giả lắm đó. Đúng như vậy rồi. Đúng như vậy rồi. Tức là tôi có chờ đâu, có đợi đâu, ai mang dưng đến chỉ thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Tức là hành giả lắm chỉ còn nhìn thấy cái khổ thôi. Khổ sanh và khổ diệt. Cái khổ này nó tạo ra cái khổ kia. Khổ trước sanh ra cái khổ sau. Và mọi thứ do duyên mà có rồi lại mất. Hành giả nhìn một cách hờ hững mà bình thản, hành giả thấy mình là một giọt nước trong đại dương. Hành giả thấy mình chỉ một giọt nước trong đại dương, mình không là gì hết. Lòng thanh thản đến bất ngờ, không tưởng tượng được. Đấy. Rồi như vậy là đắt cái gõ gì nữa. Không, thừa, chưa tới đâu hết. Chỉ là một giai đoạn cần phải vượt qua. Và cái số 10, cái số 10 tức là cái này là cái Nikanti, có nghĩa là cái niềm hứng khởi trong những thứ vừa có vừa kể. Đó, Nikanti có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà hành giả có được những cái điều mà nãy giờ tôi kể đó, thì nếu mà một người có ba la mật ấy, thì họ biết rõ nghe là cái sự thích thú, cái sự đam mê trong mấy cái đồ quỷ đó là tầm 7 nha. Còn nếu mà cái người mà không có đủ duyên để đi xa nữa đó, hoặc là có đủ duyên nhưng mà ngay cái lúc này tạm thời nó chưa tới cái lúc họ vượt qua đó, thì họ sẽ kẹt cứng ở trong đây. Thì cái sự kẹt cứng đó nó được gọi là nít canh tí. Tức là cái niềm hứng khởi trong những thứ vừa có vừa kể. Vừa có tức là vừa có trong tâm mình ấy, còn vừa kể tức là tôi vừa kể. À, tức là 7 cái, 9, 10 cái này là được gọi là 10 cái quý Passanu Bắc Kỳ Lê Sá. Tức là cái 10 cái tiểu phiền não của tuệ quán. Đó, gọi là tiểu phiền não có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong 10 cái này chỉ có cái thứ 10 đó. Chỉ có cái thứ 10 á là bất thiện. Chính cái kia chính cái kia đều tốt, nhưng đều là cạm bẫy. Đều tốt nhưng mà đều là cạm bẫy. Giống như nó có những thứ thức ăn rất là ngon, rất là đắt tiền, rất là bổ, rất là thơm, thơm ngon bổ đắt tiền. Nhưng mà cứ thừa thắng xông lên, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc, mà ăn hoài đó thì chết. Nhớ nha, cái này tôi nói là cái này đắt tiền lắm, tại sao không biết chứ cái này mắc tiền lắm,
cái này hiếm quý lắm, cái này ngon lắm, cái này bổ lắm, đúng đúng, tôi không có bác cái gì hết. Tôi biết cái này đắt tiền, tôi biết cái này thơm, tôi biết cái này ngon, cái này nhìn là đẹp mắt, tôi biết cái này ăn vô rất là bổ, rất là khỏe, là giúp cho cơ thể mình nó sẽ lên ký lên cân, tôi biết hết. Nhưng có điều tôi xin nói nhỏ một câu thôi, cứ cái đà này đó mà một ngày mà làm 8 lần đó, thì 3 tháng là ra nghĩa trang nha. Vì đó là cái cạm bẫy nha. Ở đây cũng vậy, ở đây là chính cái hào quang, rồi cái niềm tin, rồi sự tinh tấn, rồi cái trí tuệ bỗng bừng sáng, vân 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 vân, thì tất cả những cái này là những cái tốt lắm, quý lắm, nhưng mà phải biết là tất cả đều là phải cần vượt qua, cần được vượt qua hết nha. Chứ còn mà ngừng lại mà mình dính trong đó thấy mình đã quá là chắc. Và theo tôi biết là có rất là nhiều bà con mình á, đi hành thiền ở trong nước và ngoài nước, Miến Điện như thế này, bị cái chỗ này nặng lắm. Theo tôi biết là một, mà cái này mới thảm nè, là đã trước khi hành thiền đã nghe giảng rồi, đã có coi sách rồi. Ví dụ như coi sách biết rằng là cái trí hành xả đó là sao, là cái lòng hờ hững lãnh đạo đối với danh sắc. Rồi cái trí kinh cảm là sao, là thấy danh sắc nó sanh diệt chớp nhoáng, thấy mình chết trong mỗi phút. Còn cái trí mà cái trí ý mố đó là cái trí mà coi như là chỉ muốn lìa bỏ thôi, chỉ mà chán. Còn hành xả là cái sự lãnh đạm hờ hững. Rồi cái trí gọi là cái trí dục thoát, có nghĩa là muốn buông hết danh sắc để mà ra đi, không có muốn nấn ná trong đời này nữa. Thì những cái này mình đã đọc rồi, đã nghe rồi, cho nên khi mà mình hành thiền á, thì tự nhiên mình cảm giác hình như nó đang có nên hình như nó đang có. Rồi cái mình đã học ba mới A Di Đà, mình nói là như tu đầu quần, là như là không còn thân kiến hoài nghi với tâm thủ. Thân kiến là nhìn năm quẩn bằng cái ý niệm ngã chấp. Còn hoài nghi tức là không có nghi vật đó, trong tam bảo, trong nhân quả, trong duyên khởi, không có nghĩ bậy bạ về quá khứ tương lai bằng ý niệm ngã chấp. Còn không có giới cấm thủ, nghĩa là không có đam mê một cái pháp môn nào nằm ngoài bát chánh đạo, không có hướng tới cái cứu cánh nào niết bàn, đó gọi là giới cấm thủ. Thì hình như là tu đồ quần như vậy, mà hình như là mình đang như vậy đó ta. hình như là mình đang như vậy đó ta, là chết rồi. Tự nhiên mình ngồi yên thì tự nhiên, hình như mình ngồi lâu rồi tự nhiên chánh niệm lâu ngày thì tự nhiên cái tâm nó yên. Tự cái gì tự nhiên thôi, chánh niệm lâu ngày tâm nó yên. Và khi mình hành thiền lâu ngày đó, một ngày, hai ngày, ba ngày, đặc biệt là ba ngày đầu tiên đó, là cái chân của mình coi như tan nát, phải nói là tan nát. Nó giống ai đó mà lấy búa mà gõ vô cái xương bánh chè đó. Nó giống như là đem mà nghiền nát cái chân của mình. Hoặc nó giống như ai mà lấy cây kim mà chọt vô trong mấy cái chôi, mấy cái khớp của mình vậy đó. Nó tan luôn như vậy đó. Nhưng mà qua được tới ngày thứ tư, có người ngày thứ năm, có người thì phải lại một tuần, tức là ngày thứ bảy. Nó qua được cái giai đoạn mà tan nát thịt xương như vậy rồi, cái cảm giác thôi. Chỉ còn tay chân mình những mập ú, ngon lành, trắng trẻo, phá pháp, có gì hết á. Nhưng mà tự nhiên cảm giác là nó đau, không có tưởng tượng nổi, nó đau coi như là chỉ có chết thôi nha. Mà nếu lúc đó nhìn thấy, cứ tiếp tục mà niệm. Rồi nó còn có cái điều rùng rợn, nó là bẻ, cái cảm giác bẻ xương. Là có cảm giác ai nó đang vặn cái giò của mình. Cho nên đó là Việt Nam mà nó có một câu là khi mới quen nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cái dân Nam Bộ nó đọc nghe ớt mà, cái dân Bắc nó đọc đúng, cái dân mà Nam Bộ nó nắm tay và dặn cái dò, thì cái cảm giác này là cảm giác là hành điền đó, là khi mới mà tu tâm đó, thì thấy như ai nắm tay mà người dặn cái dò là chỗ đó đó, đau kinh khủng lắm, mà hãy vượt qua được cái nì này thì hành giả không muốn đứng lên nữa. Vượt qua được cái này thì hành giả không có muốn đứng lên nữa, hành giả không có muốn đi ăn cơm nữa, hành giả không có thấy đói nữa, hành giả không có còn nhúc nhích mà cục cửa rồi ngứa rồi nhột rồi e rồi nhức, không còn nữa. Tức là hành giả lúc đó mát lạnh toàn thân, và coi như tất cả chuyện đời nó đều nằm ở bên ngoài thềm cửa hết đó. Và coi như là toàn thân hành giả lúc đó nó mát lạnh và nó coi như nó an lạc, không có tưởng tượng được. Và lúc đó mà tay nào mà yếu tay ấy là cứ tưởng đắc rồi, cứ tưởng là đắc rồi,
Thì cái này đó, tất cả những cái này nó đều nằm ở trong cái là tùy phiền não hoặc là tiểu phiền não hết nha. Ừ, chỗ đó đó là có người thấy mình rực sáng, có người không hẳn mà thấy đủ 10 cái này nha, không có đủ đâu. Thì chỉ kể trung tâm kể cho hết, nhưng mà cái này tùy người, có người có cái này, người có cái kia, nhớ cái này. Có người thì họ không có rực sáng, mà có người họ thấy coi như họ bị phỉ lạc. Mà phỉ lạc thì các vị biết phỉ lạc nó có nhiều cách, thấy giống như sóng biển nó vỗ vào bờ đó, thấy giống như có một cái cơn sóng biển nó vỗ vào người của mình, nó từng cơn từng chập, từng cơn từng chập vậy đó. Rồi có người thì thấy mình tự nhiên cái trí nó sáng ra. Như cách đây không lâu tôi có nghe cái tin một cái bà Việt Nam mà coi như học chưa có hết tiểu học nữa, coi như là tiếng Việt đó là chưa đầy cái lá me, chứ đừng nói là mít, mà hành thiền xong rồi tự nhiên đã dọn bằng Phật sao đó mà rớt cái cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Lĩnh ấy, cái cuốn mà A Tỳ Đà của nhà Minh Châu dịch ấy. Mà lúc bà đang tới mức đó thì bà đang dọn theo mà đã rớt cái cuốn nó xuống, rồi bà cầm cái cuốn lên bà phủi bụi, thì lúc đó bà lật, tình cờ cuốn sách nó lật ra thì bà đọc vô có thấy không có cái chỗ nào bà không biết, bà mới lật tiếp, rồi bà thấy bà đọc tới đâu nó sáng bừng tới đó. Thế là bà bóc cái kho lên, alo cho bạn bè đó. Nó bây giờ là chắc nó tới rồi, bây giờ nếu nó không tới mà tại sao mà nó sáng dữ thần gì. nó tới rồi thì bạn nghe nó tới rồi cái gì, thì hỏi ra nghe bảo đó người bạn mới tá quả thông tin là nó tới rồi, cái này mới dính dưới trong đây rồi, rồi. Nó lao bụi rồi nó rớt xuống là lạc ra, sao lạc cái trang nào nó sáng bừng cái trang đó. Thì tôi không biết là bắt bừng là bừng cái cỡ nào, mình không biết, mới hiểu ra làm sao mình có biết. Nhưng mà mình chỉ biết là cái chánh niệm ấy, mà nó được tu tập lâu ngày ấy, nó biến mình thành một cái con người đặc biệt lúc người. Đặc biệt đây nó không phải là khùng điên, nhưng mà đặc biệt nghĩa là người nó trưởng thành hơn tất cả những người thất niệm. Thất niệm nghĩa là không có chánh niệm, phải nói mình phải xài cái trưởng thành. Và coi như là một cái người có sống chánh niệm rồi đó, họ nhìn cái người thất niệm giống như họ nhìn một đứa con nít, hoặc là họ nhìn một cái người khùng, hoặc là một cái người say rượu, hoặc một người lú lẫn vậy đó. Tôi dám nói một câu mạnh miệng như vậy. Một cái người mà chánh niệm mà mạnh đó nha, chứ đừng có phải là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng như là tu ba mớ này, coi người ta như rác này, cái thứ đó thứ tào lao mình mới nói, thứ đó là rác, trước khi coi người ta là rác, ok. Còn cái này là tu thiệt á, cái này chánh niệm thứ thiệt á. Thì họ nhìn cái người thất niệm giống như họ nhìn một cái người lớn mà nhìn đứa bé, hay là một cái người tỉnh mà nhìn người khùng, một cái người say, hay là một cái người trẻ mà nhìn một cái người già mà lú lẫn vậy đó. Tức là nhìn một cái người thất niệm nó y chang như một người khùng, một đứa bé, một người say, y chang như vậy. Phải nói như vậy. Và cái cảm giác này chỉ có người tu tín niệm sĩ mới thấy. Chỉ có người tu tín niệm sĩ mới thấy cái này. Bởi vì họ không có tưởng tượng là cái thiên hạ nó có thể phóng dật như vậy, thiên hạ có thể thất niệm được như vậy. Họ không có tưởng tượng được, họ không có tin. Họ không tin là người ta có thể sống được với một cái sự mà coi như xô bồ, xô bộn như vậy. Họ không tin nổi. Và chính họ cũng tá quả là mấy chục năm qua họ đã sống như vậy đó. Cho nên là thấy như vậy thôi, nhưng mà phải biết thêm, tại vì mình may mắn mình tu được cái chánh niệm, nhưng mà người ta chưa có duyên thôi, chứ người ta tu rồi chắc gì người ta tu của mình, phải nghĩ như vậy đó. Bởi vì trong muôn thú cũng còn có Bồ Tát trong đó mà, xá gì con người, trong con người biết bao nhiêu vị hơn mình, chẳng qua nhầm cái lúc người ta không có được như mình thôi, chứ còn mình rồi được ba mớ rồi mà coi người ta như khác thì cái thứ này nó cứ tào lao mà đúng, phải nói như vậy. Bởi vì phải nói mình nhìn ở trong muôn thú mình không biết trong đó có cái ai hơn mình, chứ đừng nói con người nha. Tự nhiên mình thấy con heo, con bò, con chó, nhiều khi trong đó là Bồ Tát, là tu là biết bao nhiêu hàng hà sa số cái kiếp trong đó rồi hả. Mà mình thì coi như nhầm ngay cái kiếp này, mình được hưởng cái quả cũ, mình được làm người, mình được gặp chánh pháp, mình có trí tuệ, mình được thành thiền đó, được học giáo lý ba mớ hả. Rồi mình cứ tưởng mình là đỉnh cao trí tuệ, mình là cái lúc với vũ trụ. Mà trong khi cái con heo, con bò mà trước mắt mình đó là nó đã tu 8 ma tăng kỳ rồi hả? Nó tu mà gọi là về sau này có thể là trở thành một cái bậc là tứ sanh từ phụ, là thiên nhân chi đạo sư, cha lầm ba cõi. Mà bây giờ họ nhầm ngay cái lúc họ như vậy rồi nha. Phải nhớ cái này, cái này rất là quan trọng. Nhân trên đời này nó là biết ra sao ngày sau là chỗ đó nha. Thì cái trí này nè được gọi là mắt ca nhà nè, tức là đạo phi đạo, tức là cái trí biết rõ. Cái trí biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai. Rồi xong,
Vậy là định nghĩa cái trí này rồi, định nghĩa cái trí này, định nghĩa cái trí này rồi. Bốn trí nha, bây giờ lật lên coi. Mục tiêu rồi ta. Mục tiêu rồi ta. Bốn cái trí, thì cái trí thứ tư đó là cái trí đạo phi đạo. Đi A đi trả lại cho tôi. A lại trả lại cho tôi cái đó. Đây, bốn cái trí đúng rồi. Bốn cái trí đó đây. Bốn cái trí đó đây. Thì bốn cái trí đó nó được gọi là bốn cái trí đó được gọi là tri kiến như thật. Bốn trí vừa giảng được gọi là tri kiến như thật. Đó. Phải nói như vậy đó, tức là mà cái thì thấy dễ sợ không, tức là bốn cái này này là cũng dữ dằn rồi đó mà vẫn bị coi là chúng được, thêm chữ còn nữa, còn được gọi là bốn trí tuệ quán non yếu. Dễ sợ chưa, dễ sợ chưa? Bốn cái này là gì? Mình sẽ là bốn cái non yếu thôi, bốn cái trí non yếu. Tiếng Pali gọi là Taruna, Taruna, Taruna là non á, Taruna hoặc là weak, non yếu, Taruna, Vipassana, nhàn á. Đó, bốn cái trí vừa giảng đó. Tức là mình tưởng mình ghi gớm ha, mà tôi nhắc lại 1.350 tỷ lần, đó là cái đạo Phật nó lạ ở chỗ này nè. Anh thấy anh giỏi đó là anh đang giảng ẹt, mà anh thấy anh hay là anh đang giảng ẹt, là lý do là cái bản chất thật sự đó nó chỉ là mù sương thôi. Mà mình may mắn mình thấy được cái chuyện mù sương đó là mình phải nói đó là cái may mắn, chứ còn nó không hay ho hay gì hết, nó không có cái gì đáng để cho mình thấy mình hay. Nói bây giờ nên nhớ là phiền não nó giống như là cái bệnh ung thư vậy đó. Rồi còn cái thiện pháp mà mình tu tập đó là cái thuốc chữa ung thư. Thì có ai trên đời này mà khùng đến mức mà đi tự hào rằng là tôi đang uống thuốc ung thư hay không? Thì chẳng qua là mình may mắn người ta bị ung thư mà nó không có thuốc, còn mình thì mình có thuốc để mình uống, chỉ vậy thôi. Nhưng mà mình không thể nào mà mình tự hào, tự đặt, tự mãn, tự cao, tự đại mà cho rằng tôi đang uống thuốc ung thư. Trong lá làng này là 80 đứa bị ung thư mà có mình tôi có thuốc tôi uống thôi. Thì tôi không biết là trong râm này có ai mà có đủ cái trình độ nếu mà tự hào, tự mãn như vậy hay không. Chứ tôi thấy khó lắm, bởi vì đang ung thư mà. Đang ung thư mà. Và tất cả, cần phải ghi đây, tất cả cái biết về đạo hay đời của ta cũng chỉ là cái biết của người tu về về cái gì, về cái căn hầm mình đang bị nhốt, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Tất cả cái biết về đạo, về đời của ta cũng chỉ là cái biết của người tu về cái căn hầm mà mình đang bị nhốt. Có nghĩa là cái hầm này đó là mỗi cặm của nó là một cái hầm màu đen, cái căn hầm hình chữ nhật, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Rồi buồn quá cứ làm gì, cứ ngồi đếm gạch ngồi đếm gạch. Hoặc là nếu mà giỏi toán thì tự ngồi tính ra mà gạch thì nó khổ, chứ là gạch thì nó không có cái diện tích cố định, cho nên phải chịu khó đếm. Chứ còn đúng ra thì mình chỉ gì mà đếm hàng là đủ rồi. Thì mình coi cái viên gạch này nó mới bị ngang đó, cái của cái nhà tù nó là bao nhiêu, bị dọc nó bao nhiêu, thì mình chỉ tính là cái số gạch chứ mình nhân nó ra nữa. Mình đúng là mình nhân nó ra là phải tỏi ngay để biết rõ trong đây có bao nhiêu viên gạch. Rồi đi tìm hiểu hỏi thằng cai ngục gì chứ cái nhà, cái hầm này được cất hồi nào, tên tuổi của người thợ cái hồ tên gì, những người đó giờ ở đâu đó, rồi trước đây là từ ngày cất tới giờ ở đây nhốt được khoảng bao nhiêu người rồi cái thời tiết cái hậu ở đây là sao, từ tháng mấy là mùa thu, từ mà tháng mấy tới mùa đông, cái lạnh hôm nay là mùa đông lạnh cỡ nào, rồi cái nóng ở đây vào mùa hè thì nó nóng cỡ nào. Rồi cái chế độ ăn uống người tù nó là bao nhiêu, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái biết này nè,
cũng chỉ là cái biết của người tu. Trời đất ơi, đây mà đành đoạn cái giáo quyền của người ta mà anh đi anh nuốt mất tiêu tội nghiệp thiệt. Người tù chứ không phải người tu, có ai mà đi nhốt người tu luôn hầm bao giờ. Ok, thì tất cả những cái biết của mình á, về danh sắc, về duyên khởi đó, nó cũng chỉ là cái biết của một cái người tù mà về cái căn hầm mà đang nhốt mình thôi. Và tu tập bát thánh đạo là tìm cách vượt ngục, chỉ vậy thôi chứ có gì hết. Tu chứ còn mà bây giờ phải biết rõ nhà tù mình mới chứ, mình phải biết rõ nó. Giống như hồi xưa mà Phan Xích Long mà phá được cái chí hòa mà đi ra ngoài vậy đó, anh phải có cái hiểu biết nhất mình. Cái chí hòa đó nó hình mắc quái mà nó cứ vòng vòng cái chỗ này giống y chang cái chỗ kia, nó biết được đâu ra. Và trong lịch sử mà thành lập và tồn tại của chí hòa đó, là người ta nói rằng cái số người mà vượt ngục là chưa hết một bàn tay, chưa hết một bàn tay có 5 ngón thôi. Kể luôn trường hợp dị tật là 6 ngón thì cũng chưa bao giờ hết, chưa bao giờ chạm tới con số 5. Hình như cho đến hôm nay đó là chỉ có 3 người thôi. Nếu tôi nhớ không lầm là chỉ có 3 người là ra khỏi được cái chí hòa, trốn được ra khỏi chí hòa. Cho nên mình chỉ đầu tiên là mình muốn thôi, muốn vượt ngục là mình phải hiểu rõ cái địa hình chung quanh. Phải rõ cái địa hình chung quanh. Tôi có được nghe một số vị mà cựu sĩ quan của mình ngày xưa đó ở bên Mỹ, họ kể cái chuyện vượt ngục đó. Họ nói một cái bác bây giờ ở bên chắc là bị chết rồi, bên Louisiana đó, bác nói suy biết mình đi lao động ở ngoài Hoàng Liên Sơn đó, mà trốn được mà cũng không biết đi đâu, đã ra khỏi chỗ nhốt nó cho mình đi lao động là mình đã ngon rồi đó. Nhưng mà tôi hỏi tại sao không, mà không trốn, không nói ra khỏi chỗ nhốt đi được, đi làm ngoài rừng rồi mà không biết đi đâu, vì bốn bề đó là coi như mênh mông bể sợ, không biết là hướng nào là hướng nào hết. Chỉ cần mình đi lơ mơ mà dân mình nó thấy, mà dân người ngoài thì coi như nó được huấn luyện nhồi sọ kỹ lắm, lơ mơ mà nó bắt được một cái rồi là về là mềm xương nha. Cho nên là mình muốn vượt ngục là mình phải biết rõ cái chỗ nhốt mình và biết rõ cái bối cảnh chung quanh nó ra làm sao mình mới trốn được. Thì ở đây cũng vậy, ở đây nên là muốn giải thoát sinh tử thì mình phải biết rõ cái danh sắc nó là cái gì, năm quẩn nó là cái gì, cái gì nó đã dẫn đến cái dòng luân hồi thì mình giải quyết ngay từ cái trong đó. Do sáu căn mà luân hồi thì cũng từ sáu căn mà giải thoát, chỉ vậy thôi. Ok, tiếp theo là cái tri kiến như thật nó có từ đâu. Tri kiến như thật nó có từ, tri kiến như thật đã có rồi, bây giờ các vị làm ơn viết giùm tôi cái tự viết giùm đi nha, tự viết giùm cái bản đồ là từ trên xuống, từ cái giải thoát do liên tam, rồi liên tam do yếm mố, rồi thì yếm mố do tri kiến như tật, tri kiến như tật do cái gì đó, tự vẽ lấy đó là cái hành trình tu tập. Bài kinh này rất là quan trọng. Và hồi nãy có người cười, tôi quên ai là nhưng mà có người cười cứ nghĩ là tôi giống như tôi làm ngỗng, nhưng mà thật sự đó là sự thật, là tôi đang có một cái ý là tôi buông cái lớp này trong 3 tháng. Là nếu mà thấy tình hình xong là buông luôn, bởi vì nó quá mất thời gian đi, mà đúng như cái lợi ích nó quá ít, cái lợi ích nó quá khiêm tốn. Bà con học kiểu này nó uổng cho tôi quá, bởi vì chắc tôi về núi quá, tôi về núi, thật sự tôi về núi. Núi thì không có đúng, mà đảo là đúng hơn, đảo tôi về đảo rồi. Rồi tiếp theo đó là cái định ha, định, tri kiến như chân, cái tri kiến như thật có được từ đâu? Từ định là samadhi đó, từ định. Thôi đi nguyên hạn đi, đi nguyên hạn đi, rồi bây giờ thích sao hả? Định mà định á thì có từ định, nó có từ đâu ta? Định nó có từ cái xuất khác, viết vào ly đi. Mà cái xuất khá đó, cái xuất khá đó có từ phát sát thí, mà cái phát sát thí đó có từ
từ cái bi tí. Bi tí nó có từ, bi tí nó có từ ba mất chát. Bi tí nó có từ cái ba mất chát, mà cái ba mất chát này á, nó có từ, nó có từ từ cái niệm tinh, từ sát tha. Mà cái sát tha này á, thì nó có từ xuất sắc. Cái sát tha này nó có từ từ nỗi khổ niềm đau. Mà cái nỗi khổ niềm đau nó lại có từ đó, từ cái sự chào đời. Mà sự chào đời nó có từ đâu? Có từ rồi ta đang trở lại với hệ thống yên khởi. Rồi xong đó, tới đây đã gì thấy rồi đó, nó vậy đó. Rồi cái samadhi ở đây nè ha, cái samadhi ở đây ám chỉ cho ba đắc cách cha nát samadhi, các tầng thiền chỉ samatha mà hành giả đã chứng được trước khi tu vipassana. Cái bài kinh này đang nói cho người xưa, cái thời mà Đức Phật các người ta đắc thiền nó dễ giống như trả bằng tay vậy đó. Mà thật ra mà nói đó, nó có hai cái chuyện mà làm cho mình thấy đắc thiền nó khó. Thứ nhất là những cái người mà học A-di-đà mới thấy rằng là khi mình được năm thiền, năm tầng thiền được phân tích ra thấy ghê lắm. Mà không ghê sao được, bởi vì chín năm cái này nó đưa mình lại về cái cõi phạm thiên mà sống mấy trăm đại kiếp mà sao nó không ghê được. Cho nên đâu phải dễ đắc. Cho nên trong A Di Đà phân tích rất là dễ sợ về năm tầng thiền. Đó là điều thứ nhất, là mình do A Di Đà mình thấy khó. Thứ hai, ngày nay mình không có còn cái cơ hội để mình gặp những cái bậc mà coi như là minh sư thiện hữu, mà nhìn họ mà để mình dám chết, dám chết cho đạo á, mình không thấy nữa, mình không thấy nữa. Để nói ra nó đau lòng, chứ hôm nay mình gặp những vị pháp sư mà giỏi, giảng sư, luận sư, những vị thiền sư tiến tâm, nhưng mà dòm kỹ lại đó, thì chỉ riêng một cái chuyện nhỏ thôi là cái hạnh xả ly không có thì làm sao. Tôi đã nói 380 lần đó là người cư sĩ cần đến ba cái hình ảnh, cần đến ba hình ảnh. Một là người để mình mến mà theo đạo, người đủ sức dạy cho mình học đạo, học đạo, hiểu đạo. Và cái người thứ ba là cái người đủ sức làm gương sống cho mình bắt chước để hành đạo. Đây là ba cái vị mà mình cần. Chứ bây giờ con nghe nói cái giảng sư, luận sư, thiền sư ớn quá rồi. Sư nào cũng chùa to Phật lớn, sư nào cũng đệ tử, sư nào cũng có tiền trong nhà băng, sư nào cũng đi nước ngoài như là đi chợ, sư nào cũng xài đồ sang, sư nào cũng tài sản rất trời, sư nào cũng giàu hơn đệ tử hết trơn, sư nào cũng đi đâu cũng lộng cũng quạt, rồi có che lộng rồi rước gian đèn nhìn lộng sinh sống, quá đi đâu mà bông hồng nó xé nó rải chân. Nhiều phật tử họ tưởng cái đó hay, chứ tôi nhìn nó tôi lộng sinh sống. Những người không biết đạo họ nhìn cái đó họ nghĩ mình là làm sao hết chỗ lại hay sao mà ra phi trường. Trời đất ơi, đi đón mấy vị tâm tạng, đi đón mấy vị thiền sư mà ra phi trường mà quỳ mà lạy mình tưởng đó mình hay, chứ cái đó mình đang phá đạo mình đâu có biết. Chúng nó ghét, nó ghét nó chửi nha, nó ghét nó chửi mình nghĩ sao. Nếu mà mình thấy mấy giáo dân mà nó quỳ nó lạy cái ông linh mục ông ngoài phi trường, mình nghĩ mình có sốc không? Sốc chứ, nó kỳ. Hoặc là một cái ông Hồi giáo quấn khăn trắng nõn ngoài đường, cái đệ tử nó quỳ nó hôn cái chân ngoài đường, ví dụ như vậy, mình nhìn mình có chịu nổi hay không? Vì mình đâu có nể Hồi giáo, thì người ta cũng vậy thôi. Cho nên là chính mình đẩy mấy ông thầy của mình vô cái thế khó coi. Rồi lâu ngày mấy ông thầy mình không quen. Tôi nói là nhiều người hiểu lầm, tưởng tôi phạm tưởng, không phải, tôi đang nói về Phật tử thôi.
chính Phật tử đẩy quý vị vào, quý vị sư phụ vào cái thế. Hồi đầu nó bị thế cũng thấy kỳ kỳ, sau đó thấy quen và cuối cùng thấy không có thì nó thiếu à. Rồi cuối cùng bây giờ thầy giàu hơn đệ tử, mà đệ tử bây giờ lại xả ly dữ dội hơn thầy nghe. Thì đây là những cái mà làm cho mình thấy thiền nó khó ở chỗ đó. Bởi vì tôi nhắc lại, một người cư sĩ cần đến ba vị. Thứ nhất, cái vị mà mình nhìn mình đủ mến để mình theo đạo. Thứ hai, vị nó đủ giỏi để mình để dạy mình học đạo. Và cái vị thứ ba đó là đủ làm gương cho mình bắt chước mà hành đạo. Ba cái này, một người tử vừa đang cần ba cái này. Chứ đừng có chữ sư sư mà lúc giảng sư, luận sư, thi túc rồi đã làm nổi chưa. Cho nên là mình cần ba cái này. Mọi người nhìn để mình mến mà theo đạo, mọi người đủ sức dạy cho mình học đạo. Và cái người thứ ba đó là mấy là quan trọng, mọi người đủ sức làm gương cho mình bắt chước để hành đạo. Còn nếu mà tìm không ra ba cái cha này đó thì coi như mình xui. Đấy. Và tôi trở lại là tại sao mà trong kinh cứ Đức Phật thì cứ nói đến thiền chỉ thì nói dễ giống như ăn cơm, thì tại sao vậy? Tại vì thời xưa thời ngài là như vậy, thời ngài có đủ ba cái người này. Thứ nhất là có người chứng đạo, có người đủ sức dạy đạo, và có người đủ sức để nhìn cho người ta nhìn mà người ta mến đạo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thời ngày cái người mà đắc thiền nhiều như nấm sau mưa vậy đó. Giống như nấm mối mà sau mưa ở miền Tây đó, là nó rộ vậy đó. Thời Đức Phật đó là cái chuyện mà đắc thiền dễ ẹt. Bởi vì nó có tới 800 lý do. Thứ nhất là cái người mà gặp được Đức Phật đó là toàn là cái dân mà tu 800 ma tăng kỳ không à. Tu rất là lâu, phước báo đầy đủ. Thứ hai là cái người mà hướng dẫn họ là ai? Toàn là tổ sư Bồ Đề không? Toàn là tổ sư Bồ Đề không? Các vị tưởng tượng Đức Phật mình đã là hướng dẫn thì còn cái nước ngon nào nữa. Rồi Ngài Xá Lợi Phất, từ một đường liên Ngài Ca Diếp, toàn là mấy vị đã đắc chính không? Các vị mình đã là điểm đạo thì chỉ gọi là trời cứu thôi, làm sao mà thoát? Chính xác 100% nha. Mà thời nay mình không có cái đó. Cho nên tại nay nói cái đắc thiền là nó khó, là tôi làm vì thứ nhất là không có cái ông thầy nào ông điểm cho chính xác. Thứ hai, chính xác này không phải là tôi nói với vị dạy tật cũng phải, mà chính xác với mình á, chính xác với căn cơ của mình á. Mấy vị cũng chỉ bắn đạn chà thôi, tức là bắn một phát để mấy chục viên điểm trúng được nhiêu trúng vậy đó. Cho nên là sự nghĩ nãy giờ tôi đâu nói một vòng, là tại vì tôi sợ bà con thắc mắc, ủa tại sao mà thiền chỉ đắc gì mà dễ quá vậy? Đúng, thời xưa như vậy đó. Cho nên cái trí tuệ như thật đó, nó có tự định. Mà định này chính là cái gì gọi là Parakacha đó, Samadhi. Có nghĩa là cái thiền chỉ mà hành giả chứng được trước khi tu thiền quán. Là vì sao? Là vì phải nói rằng thì là một cái người mà có tu thiền chỉ rồi, có chứng thiền chỉ rồi, cái cha này mà khi mà tu tứ niệm xứ nó dễ không có tưởng tượng được. Nếu mà tay này đã có đắc thần thông còn đã nữa, tức là cái tay này cái niềm tin vào lý nhân quả, vào cái chuyện luân hồi đồ quá sung sướng nghe. Còn nếu mà cái tay này không có được thần thông mà chỉ cần có được sơ thiền đó lên, thì cái khả năng định tâm của người này không chế vào đâu được nha. Cái khả năng mà chánh niệm người này tuyệt vời. Mặc dù niệm với định thì là hai cái khác nhau, nhưng cái người mà định mạnh rồi đó thì cái khả năng mà niệm của họ nó không có khó. Còn mình cứ lăng xăng, định mình không có, cái niệm mình cũng yếu theo. Bởi vì trong năm quyền nó hỗ trợ lẫn nhau hả? Tính có vấn đề thì làm sao có tánh, mà tánh có vấn đề thì làm sao có niệm, mà niệm có vấn đề thì làm sao có định, mà định có vấn đề làm sao có tuệ, và lại lật ngược lại, tuệ có vấn đề thì làm sao mà có tính, mà tánh có vấn đề thì làm sao mà có niệm. Mấy cái này nó phải cân với nhau mới làm được việc. Chứ còn mấy ổng mà không có vừa vặn với nhau thì chẳng đi về đâu hết. Làm ơn nhớ được cái đó ha. Cho nên ở đây đó là cái định này ám chỉ cho cái tầng, cho các cái tầng, cho các cái tầng mà thiền chỉ mà thiền giả chứng được trước khi tu quán. Và tiếp theo, cái định này nó có được từ đâu? Nó có được từ cái xuất khảo, nghĩa là cái thiền lạc. Thiền lạc ám chỉ cho sự an lạc có từ một nội tâm đã chứng thiền. Trong chú giải còn nói rõ nữa là appana nữa nhỉ, appana appana uppappaha gassukha, có nghĩa là cái sự an lạc của một cái người mà đã chứng thiền kiên cố định trước đó.
Đó, chứ không phải là cạn lạc mà là mơ mơ hả? Mà cái thiền lạc này nè, thiền lạc hả? có từ cái chi, có từ cái sự, chữ này mới dịch như sao, từ cái sự an tĩnh, cái gọi là an lạc là an tĩnh, là pasati, vốn có từ thiền định. Đó, có nghĩa là nó không. Cái pasati định nghĩa là gì? Pasati định có nghĩa là cái sự an ổn, không có bị chi phối bởi thân khổ, tâm khổ, không có bị chi phối bởi các cái cảm thọ xung động như là khổ thọ mãnh liệt, lạc thọ mãnh liệt, hỷ thọ mãnh liệt. Đó, thì cái sự an tĩnh đó, cái sự đó được gọi là pasati, tức là không có bị cái sự tác động của những cảm thọ mãnh liệt, gọi là pasati, nhớ không? Những cảm thọ mãnh liệt, ví dụ như là đau quá, hoặc là đã quá, lạnh quá, mát quá, sung sướng quá, không có được. Mà nó phải từ một cái sự ổn định của các thọ. Còn đừng hiểu lầm là xả nha, đừng hiểu lầm là xả, bởi vì xả nó là một cái cảm giác chỉ là nằm giữa, chỉ nằm giữa khổ và lạc thôi. Còn cái bát sát thí này là cái sự nằm giữa tất cả các cực, nằm giữa tất cả các cực. Ok, nó không có sự xung động, nó không có sự xung động. Cái xả là sự vắng mặt của những cái thọ kia, của thọ khổ thọ lạc. Còn cái này là cái sự vắng mặt của những xung động trong các thọ. Sự vắng mặt có nghĩa là bát sát thí này nó vẫn có thể có trong cái người đang vui, nó vẫn có thể có trong cái người đang an lạc, có đang phỉ lạc, tức là đang xúc khác và đang đi tí vẫn có. Nhưng mà cái bát sát thí này nó là một cái sự vắng mặt của cái gọi là sự mãnh liệt, cái cảm giác mãnh liệt của các thọ, chứ nó không phải là xả. Thì nó là cái sự an tĩnh của về của có từ cái tỉnh thanh tỉnh tâm đó, cái ca giáp bát sát thí và cái chích tích bát sát thí, không biết các vị còn nhớ cái đó không? Ở trong sáu cái cặp mà tịnh hảo, tâm sở tịnh hảo đó, trong đó có ai biết cái đó không? Đó, chán là chán chỗ đó, đó nói mà không ai biết gì hết. Ở trong sáu cặp tịnh thân tịnh tâm, chánh thân chánh tâm rồi đó, thì trong đó còn cái cặp gọi là tịnh thân tịnh tâm, là ca giáp bát sát thí, chích tích bát sát thí là cái đó đó. Chỉ như cái này nè, thì cái sự an, cái thiền lạc nó có từ cái sự an tĩnh, mà an tĩnh nó có từ cái phỉ lạc đó, sự an tĩnh có từ phỉ lạc phi tí. Các vị để ý nha, là cái chi pháp nó càng lúc nó càng thô dần nha, thô. Thay vì là tôi không nhắc cái này bà con thấy lạ, tôi càng tu nó càng xuống, không phải. Mà cái này Đức Phật ngài đang giảng cái trạng, cái đang giảng cái con đường nào mà dẫn đến cái thánh trí đó, thì càng lúc càng thô dần, tại vì nó đi ngược mình. Phải nhớ cái đó. Chỉ là mà phỉ lạc ở trong chú giải mới nói rõ là palawattiti. Ở đây là palawattiti có nghĩa là sự a là có nghĩa là cái phỉ lạc mãnh liệt, tức là cái sự nãy tôi nói sự an tĩnh có nghĩa là nó nằm ngoài cái sự xung động của cảm thọ hả, mà cái sự mà an tĩnh đó nó có từ đâu? Nó có từ cái phỉ lạc mãnh liệt, có nghĩa là càng lúc nó càng thô dần. Để tôi nói cho các vị nghe kể không? Từ cái thô nó mới đi đến cái tế. Từ cái thô mới đi đến cái tế, có nghĩa là bây giờ tôi lật ngược lại cho hiểu nè. Có nghĩa là từ cái phỉ lạc mình hành thiền mà tu thiền quán, từ có cái lúc một cái phỉ lạc nó lên mãnh liệt đó, đi đến một lúc rồi nó sẽ lắng. Thì cái lắng nó được gọi là phát sóc thiền. Rồi từ cái lắng đó nó mới đi lên tới từng bước, từng lên tới sự an lạc, rồi lên lên tới định, rồi lên tới tri kiến như chân, rồi từ tri kiến như chân nó lên ngược lên tới gọi là yếm ly, rồi lên tới gọi là giải thoát. Biết nói cho các vị nghe kịp không?
đó là đi theo chiều, đó là đi từ dưới đi lên. Còn thì còn bài kinh này là mệnh trên đang đi xuống, có nghĩa là mình có thể thấy từ cái sự an tĩnh á, bây giờ mình phải xuống cái thô hơn an tĩnh một chút, đó là từ cái phỉ lạc mà mãnh liệt. Thì trong đây mới nói mãnh liệt, phỉ lạc mãnh liệt là sao? Phỉ lạc nó có năm cái, tức là có cái phỉ lạc á, thì nó giống như là sóng đánh vỗ vào bờ vậy đó. Rồi nó có cái phỉ lạc á, là nó hành giả có cảm giác giống như là con người mình nó bốc hơi vậy đó, nó đang bay lên, tức là khinh thân hỷ. Còn cái hải triều hỷ là giống như sóng đánh vậy đó. Còn cái khinh thân hỷ là người mình nó nhẹ nhàng. Rồi có cái đó gọi là tiểu đản hỷ, là cái niềm vui đó giống như tia chớp vậy đó, tức là nó xẹt lên mắt, xẹt mắt, xẹt mắt, xẹt mắt, mà nó cứ cố hoài như vậy đó, mà nó cứ giống như tia chớp như vậy đó. Thì cái ở đây nó gọi là cái phỉ lạc mãnh liệt, ở đây có nghĩa là hành giả nó có cái cảm giác giống như mình có thể bay được, hoặc hành giả có thể cảm thấy là mình đang tan loãng, ở trong một cái vùng sương mù mát lạnh như vậy đó. Thì cái đó được gọi là phỉ lạc mãnh liệt. Mà cái phỉ lạc mãnh liệt này nè, nó lại có từ cái này, cái pi tí lại có từ cái ba mối chát, tức là cái phỉ lạc sơ sài. Tiếng Bali kêu là đắp lá là yếu hả, đắp lá pi tí đó, nó từ vậy đó. Cái pi tí tức là cái phỉ lạc mãnh liệt, thì nó lại có từ cái ba mối chát. Cái ba mối chát đây, người Minh Châu người dịch là Minh Châu người dịch là gì ta, nghĩa là hân hoan, gọi là hân hoan. Thì cái này thì các vị thấy chưa, nếu mà mình không có cái bản Pali mà cũng không có bản chú giải đó, mà mình chỉ 100% mình nhắm mắt mà vịnh vào cái bản dịch tiếng Việt đó, nó khổ dữ lắm. Tự nhiên mình thấy mà mình không biết khinh an là cái gì thôi, tới trên nó lạc, biết lạc là cái gì, để khinh an, rồi cái thấy làm như nó giống giống nhau, rồi hỷ, rồi cái hân hoan, rồi nó làm như giống giống nhau, nhưng mà không có giống. Ở đây nói khác nhau sẽ lắc sẽ lên cái phỉ lạc sơ sài nha, tức là đây là dành cho người sơ cơ đó, tức là mới vô tu thì thấy ngồi thế cũng dễ chịu, thì cái đó là phỉ lạc sơ sài nha, thấy cũng vui vui, nó cũng lân lân nhẹ nhẹ vậy đó, chưa đáng kể. Thì đấy gọi là mới cái giai đoạn pa mối chát thôi, pa mối chát. Rồi cái ba mối chát này nè, nó có từ đâu? Cái phỉ lạc sơ sài này có từ niềm tin. Niềm tin tiếng Mali kêu là sắp tha. Sẵn này tôi làm luôn, để hai cái này nó liên quan. Mà niềm tin á thì có từ nỗi khổ niềm đau. Một đơn Bali đàng hoàng nha, phải ghi Bali đàng hoàng nha, là đúc khác, tức là khổ thân, khổ tâm, nói chung. Mà tại sao mà niềm tin mà nó lại có từ khổ, là tại vì rõ ràng thôi, có bị sốc người ta mới nghĩ đến cái con đường thoát về tinh thần, chứ bây giờ nó đang đã quá đó, nó đang sung sướng quá ha, coi như nó là đang đẹp, nhan sắc là mới vừa thi hoa hậu về tới, trúng vô được một cái thương vụ 2 tỷ đô la, hai thằng con của mình nó mới vừa là tốt nghiệp đại học là Yale, Stanford, Harvard xong, rồi cháu mình, mấy đứa cháu khi bằng cô bằng dượng thì nó mới vừa ra xuất thân, nó vừa ra trường Oxford chứ là Cambridge bên Anh. Rồi một đứa cháu họ bên chồng bên vợ thì đó là nó cũng mới đi ra từ Sorbonne mà coi như là học bổng toàn phần luôn à. Mà bây giờ có mấy đứa là coi như được là mời mọc rồi vô trong mấy cái trung tâm nghiên cứu của Thụy Sĩ, của Thụy Điển, mà có khả năng là Nobel luôn nha. Thì hỏi là mình thì nó đẹp lộng lẫy, mới vừa đậu hoa hậu phu nhân, hoa hậu quý bà nữa, mới vừa xong. Mà ông chồng mình đó hồi xưa là ổng là coi như là diễn viên nổi tiếng, là ông bị thương mình ổng buông hết, nhảy ra ổng đi làm ăn đó. Thì tự có một con người mà nó quá xá đả như vậy đó, nó tới chùa làm gì, mà nếu nó có tới thì để nó làm cái gì, nó chẳng cái làm cái gì, cái thứ mà tu hành cái gì, tu không tin, nó thiệt.
cái đó tôi đã gặp rồi, không có bảnh như vậy, nhưng mà tôi đã gặp cái thứ mà hạnh tiến cái Việt Nam mà có biết cái hạnh tiến, hạnh vô ngã nó mới gặp không. Hạnh nghĩa là đời nó đang ngon đó, nó đang ngon. Cái đứa vô chùa thấy ghét lắm, mỗi lần nó không có đi còn ngay nữa, nó vô chùa nó ngon lo, nó ngồi nó vũ móng không mà ông thầy giảng nó thấy khô cổ gào rống nó cho chính trị, nó ngồi nó vũ móng mà con nó cười với đã, nó móc cái kiến ra, nó liếc qua nó liếc lại, nó liếm mau rồi nó chậm má, nó không có nghe pháp được, nó đang phê mà làm sao mà nó thiền thì định gì nổi. Nhưng mà nó phải bị sốc, một ngày cho nó mới phát hiện ra đó, là con của nó là BD, con gái đó là Les, ông chồng là ngoại tình, nợ nần chồng chết, chứng khoán thua lỗ, bản thân mình là bị ung thư đó, rồi ông già mới thì chết ở bên Việt Nam nữa đó. Lúc mà nó dồn dập như vậy đó nó mới phê, chứ còn mà coi như là chưa sốc thì nó chưa có tu đâu, mà nó phải bị cái vậy đó. Mình thì bản thân bị ung thư, ông chồng được ngoại tình, mình làm ăn thua lỗ, còn con thì coi như là nói đó tôi mới nhớ có cái nhỏ đó, nó than với bạn nó nói nhà tao bất hạnh, gia đạo bất hạnh, có ba thằng con trai mà mày biết thằng nào mà nói tới tuổi lấy vợ mà nó không có lấy vợ, nó tuổi nó là bê đê, nó thường nó thích con trai không à. Thì nhỏ bạn nó trời đất ơi, vậy là nhà mày không ai thích con gái hả? Cái nhỏ này nó có chứ tao nè. Khủng khiếp, là trong nhà tới người cuối cùng đó là thằng nhỏ bạn đó, nhưng trong nhà mày không ai mà thích con gái nhỏ nó không có chứ tao nè, coi như cả nhà luôn đều có problem hết, cả nhà đều có vấn đề hết. Cho nên là mình phải nhìn nhận là cái khổ nó đôi khi nó là cái nhân để dẫn đến niềm tin. Có nghĩa là khi khổ quá người ta mới chịu hồi đầu, mà hồi đầu là thiện nghị đó, khổ nó mới chịu hồi đầu, mà hồi đầu nó mới thiện nghị. Và mình phải cảm ơn những nỗi khổ niềm đau, nó làm cho người ta đôi khi phải tỉnh, chứ mà nó phê quá nó ngủ luôn. Và mình cũng phải cảm ơn cả cái chết nữa, cái chết nó hay vô cùng. Cái chết nó là cái sự ổn định của thế giới, có nghĩa là cái thành phần nào mà tào lao nó cũng phải chết đi đó. Chỉ còn nó sống ngoài người ta chịu cho nổi, mà cái thứ đàng hoàng hữu ích nó cũng phải chết đi, để cho thế giới nó được, nó chuyển sang một giai đoạn mới. Chứ cái anh nó mà ổng tốt thiệt mà cứ ở vậy hoài thì thế giới này nó ở vậy hoài nó cũng boring, nó cũng tẻ nhạt lắm, nó monotone lắm. Cho nên nó là anh mà tốt thì anh phải chết, anh mà anh A mà anh tốt anh phải chết để cho anh B tốt lên. Được cái thằng A mà nó ác nó phải chết để cho thằng A ác, cái thằng B ác lên. Nói chung là thế giới nó phải muôn màu muôn vẻ sống nó mới vui. Chứ còn mà có nhiều mà nó cứ làm hoài cũng nản, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chính cái chết đó là một cái sự công bằng, nó mới sang phẳng được cái hành tinh này và cái vũ trụ này. Có nghĩa là mọi người vinh nhục sang hèn, trí ngu giàu nghèo, tất thảy phàm thánh đều phải có lúc nằm xuống hết để làm lại cái mới. Cho nên và cái nữa nó là chính cái chết nó làm cho người ta tỉnh, chứ không người ta tiếp tục người ta cứ trầm luân hoài thôi. Tôi phải nói tôi cũng thích cái này, tôi cũng mê cái kia. Mỗi lần tôi nghĩ đến cái tuổi đời tôi chết biến, tôi phải xài cái chữ chết biến. Tôi đang giảng những lý do tại sao mà khổ mà là nhân của niềm tin á, thì tôi, chứ không phải tôi đặt đề đâu nha, tôi có đặt đề. Tôi đang giải thích tại sao khổ là nhân của niềm tin là chỗ đó. Tức là tôi cũng thích là thích kia chứ, nhưng mà tôi cứ nhớ một chuyện đó là cách đây mới mấy ngày thôi. Tôi nhớ buổi chiều thứ sáu, tuần nào cũng vậy, vui nhất là chiều thứ sáu. Tôi biết là mình được nghỉ học 2 ngày, vui lắm. Mà mới đây nè, là chiều thứ sáu tôi đang vui lắm, là vừa xong chiều thứ sáu là bữa nay đã là sáng thứ ba rồi. Cái bữa thế nó thê thảm luôn. Tức là nghĩa là niềm vui chưa trọn, mà tôi mới vừa nhớ đó là bữa nay thứ sáu rồi nha, quá sung sướng. Thì bữa nay đã là sáng thứ ba, là cái giờ mà tôi phải lên đây tôi giảng rồi. Mà cái việc đêm hôm qua là tôi thức rất là khuya, qua tôi gửi bài cho bà con, mà con coi giờ mà con biết mà tôi thức khuya, không phải muốn mà nó mắc cái chứng gì nó không chịu ngủ đó. Cho nên là nhìn cái bài mà tôi gửi là lúc đó đã là lúc đó 3 giờ mấy sáng đó. Tức là đêm nay tôi ngủ khoảng 4 tiếng mấy đồng hồ thôi. Mà ráng gọc mà vô lớp hỏi thì không có còn nhớ gì hết, làm sao mà chịu nổi. Cho nên nó khổ á, nó bị sốc quá nó mới tỉnh. Thì cái đó nó mới gọi là khổ nhân sanh niềm tin. Mà cái khổ từ đâu ra? Cái khổ nó từ sanh mà ra, nó từ các khổ
đều từ sự chào đời, và chào đời tiếng Mali có là cha tiếng mà ra. Không có mặt ở đời này thì nó giống gì mà khổ. Và sẵn ở đây tôi cũng thưa thiệt với bà con một cái chuyện mà tôi suy tư rất là nhiều mấy ngày nay, đó là cái chuyện mà hai cha con người Việt Nam mà chế tạo cái xe tăng mà cho Campuchia đó. Biết các bà con có đọc nó không? Lúc đầu là họ chỉ sửa thôi, sửa những cái chiếc mà phế liệu, nhưng mà sau đó thì coi như đó là họ làm hẳn cái mới luôn, dựa trên cái nền tảng máy móc cũ, nền tảng kỹ thuật cũ, nhưng mà gọi là được xem là mới, theo thích hợp theo cái địa hình chiến trường của Campuchia mai này nếu có. Thì cái chuyện đó nó đối với bà con thì nó là một cái mẫu tin thời sự, nhưng mà tôi thì lại khác. Tôi bản tin thì tôi thấy cũng mừng ở chỗ là thôi kệ, cái xứ mình là đỉnh cao trí tuệ, mình không có xài mấy cái người tài rồi thôi, rồi mấy người tài họ lưu lạc bên ngoài, họ có chỗ đứng thì cũng mừng. Nhưng mà chỉ nói chuyện nhỏ, nói chuyện lớn là gì, là tôi không có thèm đọc bài mà tôi lại liếc vào cái hình đó. Tôi liếc vào cái hình mấy chiếc xe bọc thép á, tôi mới nghiệm ra một chuyện mà tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng tôi đã biết từ lâu mà tại sao tôi không có thấm, và tất cả bà con của mình trong rừng này đều đã biết từ lâu lắm mà không biết có bao giờ bà con chịu nghĩ ra hay không, đó là tại sao mà xe tăng ấy, đời mới bây giờ nè, nó có khả năng chống đạn tốt, là vì ít nhất hai lý do. Một là cái chất liệu kim loại, thứ hai nữa đó là cái cấu trúc của nó, cái cấu trúc vỏ ngoài của nó luôn khiến đạn bắn vào bị trượt. Cái câu này tại sao tôi không nói mà tôi phải viết ra, bởi vì đối với tôi câu này rất là quan trọng. Cái cấu trúc vỏ ngoài của nó luôn khiến đạn bắn vào bị trượt. Tức là đúng, mình phải có chánh niệm, mình phải có trí tuệ, đúng. Nhưng mà phải nói đó là khi mình thấy mình quan trọng quá đó, thì mình rất dễ hứng đạn. Trong khi đó cái chiếc xe tăng, xe bọc thép tại sao mà nó chống đạn được? Đúng là cái vỏ nó dày, đúng. Nó bằng thép tốt, đúng. Nó bằng cái giống giả gì đó, nó cứng, đúng. Tất cả đều đúng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái vị mở, là bên nước tôi giảng thì kệ tôi, cái vị mở là cái vị coi được những cái xe thiết giáp đời mới bây giờ đó. Nó làm các cái cạnh mà mình bắn vào nó bị trượt. Rồi tất cả đều nó tạo ra những độ nghiêng. Nó tạo ra rất nhiều cái độ nghiêng trên cái vỏ xe. Biết có cái việc có hiểu được nó không? Nó tạo ra rất là nhiều cái độ nghiêng, bắn ở đâu cũng trượt, cách bắn đâu cũng trượt. Đấy, thì người tu cũng như vậy đó. Khi mà mình thấy mình không là gì hết thì những cái lời khen, những tiếng chê, những nỗi khổ, những niềm đau nó đến với mình, nó gần như nó bị vô hiệu. Mà đằng này mình trương phình cái bản ngã mình ra càng nhiều thì cái khả năng hứng đạn càng lớn. Đấy, có nghĩa là cái tôi đó mà càng to đó thì cái khả năng mà hứng đạn đó càng lớn. Không biết tôi nói vậy có hiểu không ta? Không biết có hiểu hay không. Cái tôi mình càng to thì cái khả năng hứng đạn nó càng lớn. Cái này tôi nói thiệt. Hôm nay giờ mình tôi kêu bà con đi ăn mài nó kỳ, chứ mình thấy đó, là mấy cái người mà đi ăn mài đó họ đã, tôi đâu có nói họ, tôi đồ quần tôi mới nói nha, đừng có đi đồ nó không giới nguyên nó ăn mài tôi đồ quần được rồi là không có được. Mà phải nói là họ phải tháo cái tôi họ xuống đến một mức độ nào đó họ mới nên múi mặt mà ngồi mà chìa cái nón ra. Rồi chưa kể là khách đang ngồi ăn mà ăn mài mở rê ngang, rồi mấy cái quán mà nó sát lề đi nghe mình thấy là bị đuổi mà họ vẫn rê như vậy đó. Mà tôi còn nhớ tôi có đọc một câu chuyện là có cái anh chàng đó là trẻ măng mà mạnh khỏe mạnh dân mài, rồi cái có người thấy kỳ quá đi mới hỏi chứ anh, tôi không hiểu mà tại sao mà anh khỏe mạnh vậy chứ mà anh ghen mài của anh biết nhục hay sao mà thế. Anh nói là anh lấy tiền anh làm cái gì
Mình xin tiền, nếu mà xin để mà ăn nó thì một ngày anh chỉ xin bữa ăn đủ rồi, tôi xin chỉ cho nhiều. Thì anh nói tôi xin tiền, nói thiệt với chú, chú nói đúng, tôi sức dốc nhiều mà đi xin cũng nhục lắm, cho nên tôi dành phần lớn số tiền có được là để tôi mua rượu tôi uống. Chứ ông Dũng đang giận dữ lắm, ông nói trời đất ơi, đã thanh niên không đi làm đi ăn mài là nghe đã thấy ghét rồi, mà còn dành phần lớn tiền xin được đi uống rượu là sao? Đó nói tôi phải uống rượu để tôi mới đủ can đảm mà tôi đi ăn mài. Cái chuyện đó nó rất là đúng, có nghĩa là mình phải có một chút say sưa của phiền não, mình phải có một chút vô minh thì mình mới có thể sống như là phàm được. Chứ còn mà nếu mà mình mà gọi là trớt quớt như bậc thánh thì mình có phiền não, mình không sống như phàm được. Thì tôi đã lấy thì anh ăn mài hồi nãy đó, anh phải đi uống rượu anh mới có đủ cái gan, anh không biết biết nhục, anh mới có đủ cái gan để anh không có mắc cỡ. Có nghĩa là anh nhờ rượu để anh biến anh trở thành ra một chiếc xe bọc thép, đạn bắn vào nó bị trượt. Mà có điều cái kỹ thuật anh rất là tệ, anh dùng cái rượu để anh đừng có mắc cỡ. Còn mình người tu thì mình không cần cái dùng cái hạ sốc đó, mà mình biến mình thành một chiếc xe bọc thép dễ trượt, đạn bắn vào bị trượt là bằng một lý do đẹp hơn, đó là vì mình thấy mình chẳng lại gì hết. Và tôi đã nói 300 lần đó là cái tờ giấy, một cái cọng rơm, một cái sợi tóc mà nó rớt từ trên lầu 10 xuống đất không sao hết, là bởi vì cái trọng lượng của nó, cái cấu trúc của nó, cái vật liệu làm nên nó đã cho phép nó được vô sự. Trong khi đó một con người hay là một cái tô mà rớt từ một cái độ cao tương đương thì sẽ có vấn đề rất lớn, rất nặng, rất nghiêm trọng, không thể cứu vãn. Là vì sao? Là vì cái chất liệu và cái trọng lượng làm nên những thứ này nó không thích hợp cho cái chuyện rơi rớt từ một độ cao. Không biết bà con có nghe kịp không? Cho nên hãy tu tập như thế nào đó để biến mình thành một sợi tóc, đã, một tờ giấy, một cọng rơm, hoặc là một chiếc xe tăng đời mới, đạn bắn bao nhiêu vào cũng trượt, còn không là khổ triền miên khó lửa. Hả? Thì phàm phu nhờ có mỗi lần bị dính đạn á, thì có trò mới nghĩ đến vấn đề tâm linh. Mà nó khổ một chỗ á, trong 1000 người bị khổ đó, thì chỉ có 1 người là biết nghĩ đúng đường, còn hầu hết là cứ lăng xăng. Tìm cách giải quyết bằng những hạ sách, và thế là nó mới dẫn đến cái nguyên tắc, một cái vòng tuần hoàn mới. Đó là khổ quá cái nó mới dẫn đến cái chuyện là tạo ra các hành. Khổ quá đó nó lây quay mà nó thành nó vô minh. Khổ quá mà không có biết được giải quyết, khổ mà không biết đó là khổ, có nghĩa là vô minh trong tứ đế rồi. Khổ mà không biết đó là khổ, không biết cái cách mà giải quyết cái khổ thì nó là vô minh trong đạo đế rồi. Không biết niết bàn là cái gì thì nó là vô minh trong diệt đế rồi. Không biết mọi cái đam mê nó là nguyên nhân của khổ thì đó là vô minh trong thập đế. Mà chính cái bốn cái vô minh này nè, nó làm cho mình khi mà khổ quá nó làm sao mình chỉ tìm được một lối thoát thôi, đó là chạy đến ba hạnh. Rồi từ cái ba hạnh nó mới đi từ từ vô sâu, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa rồi xong. Cho nên là từ đây mà ra hả, từ đây mà ra. Còn cái người mình tu á thì mình thấy khổ mình mới tìm ra cái con đường là từ khổ đó, thay vì mình đi chung vô con đường ba hành để mà cầu sanh tử thì mình lại là dùng cái khổ đó để tu tập. Đó, tu tập cái gì? Tu tập mấy cái nãy vừa nói đó, tức là từ khổ mới có niềm tin, tin Phật, tin Pháp, tin những cái bậc hiền trí ở đời, tin lời dạy của hiền thánh, rồi mới có hành trì. Rồi từ hành trì nó mới có vĩ lạc, có kinh an, nó có trí tuệ, nó có nhàm chán, có ly tham, rồi từ đó nó mới có giải thoát. Nhưng mà trong muôn triệu ức tỷ người mới có một người như vậy. Cho nên Phật lâu lâu mới có một vị ra đời, mà nó lâu lâu là nó nhẹ đó, chứ có nhiều khi cả vô số đại kiếp không có Phật ra đời. Rồi Phật ra đời cái số người nghe độ được thì nhiều lắm, nó chỉ một nắm cát ở trong sa mạc thôi, một nắm cát trong sa mạc rồi xong. Rồi trong cái biển người mênh mông nó lâu lâu là xuất hiện một vị Phật, lâu lâu vậy nó xuất hiện một vị Phật. Có vô số vị phát nguyện thành Phật, có vô số vị Bồ Tát trôi nổi trong cái vô trong cái hằng hà sa vũ trụ này, nhưng mà trong đó có những vị dọc đường
vỡ mộng chịu không nổi. Có trong kinh nó có những vị dọc đường nó đã đổi nguyện thành độc giác để đi ít hơn chút, không muốn ai làm thầy mình, muốn tự ngộ thôi, nhưng mà có điều cũng thấy ngán đường dài, không muốn ai làm thầy mà cũng muốn làm thầy ai, cho nên dọc đường đổi nguyện thành độc giác. Rồi có vị thì dọc đường đổi qua để nhất trí tuệ, để nhất thành tông, rồi có rồi tệ hơn chút nữa là xuống nữa là để nhất cầu đà, để nhất phấn đạo quy, để nhất thuyết pháp, để nhất đã văn như tùm lum. Rồi còn tệ nữa đó thì coi như là chỉ mong là dứt chứng quả la hán là xong. Rồi còn có vị còn thảm nữa, tức là chỉ mong chứng tu đà quần rồi cũng được, không cần đặt gì hết, chứ gặp Phật đắc được tu đà quần đủ rồi, đại khái như vậy. Mà cho nên tôi nói là có vô số người đã sơ phát bồ đề tâm với niềm đại nguyện trở thành chánh đẳng giác, mà cứ dục đường cứ rớt, cuối cùng rồi chỉ còn lại có một hai vị thôi. Đây là lý do tại sao mà kinh mới nói là Phật là hiếm rồi. Thì như vậy thì mình đã chạm tới duyên khởi rồi nha, có nghĩa là tất cả khổ nó từ đâu ra, nó từ sanh mà ra, mà sanh từ đâu ra, sanh nó từ hai hữu, mà hai hữu nó từ tứ thủ. Rồi sao để tôi biết luôn, sanh có từ hai hữu, hữu có từ bốn thủ, mà bốn thủ thì có từ sáu ái, mà sáu ái thì có từ sáu thọ, mà sáu thọ thì có từ sáu xúc, mà sáu xúc có từ sáu nhập, mà sáu nhập thì có từ danh sắc, danh sắc đầu đời, mà danh sắc đầu đời thì có từ 32 tâm quả, có tâm quả thiện ác, 32 quả này có từ ba hành, mà ba hành thì có từ vô minh trong bốn đế, mà vô minh có từ tứ lậu, mà tứ lậu thì có từ sự đau khổ, mà đau khổ có từ sanh, mà sanh thì có từ đâu, từ hai hữu. Tôi biết quý vị nghĩ tôi đang lòng vòng, mà tôi cố ý tôi lòng vòng cho quý vị thấy. Rồi hai hữu thì có từ bốn thủ, đó lấy cái vòng như vậy đó. Tức là danh sắc đầu đời nó có từ 32 tâm quả thì ngát, mà 32 quả này nó có từ ba hành, mà ba hành nó có từ vô minh trong bốn đế, mà vô minh này nó có từ tứ lậu, mà tứ lậu này nó có từ cái sự bối rối trong lúc đau khổ, mà đau khổ nó có từ sanh, mà sanh nó có từ hai hữu, nó cứ vòng vòng. Thì bây giờ cái con đường mà thoát khỏi cái vòng vòng đó là sao? Chính là bài kinh này. Xong, bây giờ đã là không thể giảng được nữa, nó quá sức phê rồi. Bây giờ là bây giờ đó là bảy giờ năm mươi, có nghĩa là nghỉ. Các vị nghe kịp không? Kiểu là sáng nay đó là các vị học phải dòng đoạn liên hồi là bên, nếu mà thấy mình không nhớ được là bên vẽ lại, tôi cố ý tôi vẽ cái lòng vòng lên cho bà con thấy đó, cái lòng vòng đó từ cái này ra. Thì cái lối thoát là sao? Thầy khổ á, thấy khổ cái bắt đầu nhảy vô minh, để cái vô minh duyên hành là như thế, cái vòng vòng. Còn cái người mà tu là sao? Khổ quá bắt đầu nhảy qua niềm tin. À, cái vấn đề người ta khổ quá thì nhảy vô minh, còn mình á, xin lỗi, người không tu khi khổ quá chỉ biết chạy vào vô minh, người có tu thì bắt đầu có niềm tin và hành Vipassana. Rồi xong. Ok, hẹn lại gặp lại bà con. Mệt lắm rồi, mừng lắm, bây giờ ra đừng mừng nữa.
gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi, mừng nó bây giờ ra định mừng rồi. Gặp lại bà con mệt lắm rồi.